rồi tôi đi ra tôi gặp nó nhảy rồi tôi chụp tôi té hoài mà tôi bắt không dính, giờ anh em lại tới đây thì anh em bắt hết giùm tôi, giàu lắm cảm ơn. Phải không? Chú ruộng của anh em dở chưa trời. Ủa bữa nay anh chú ruộng. Hôm nay hên gặp chú anh chú ruộng mới được nha. Gặp anh chú ruộng. Dở mua nhiêu tiền mà lủng lủng lỗ giống như là nó điểm qua văn đẹp quá vậy. Ba cái góc gà đâm cái lủng gì đó. Anh đi nữa đúng bài luôn nè. Bên đây luôn ạ. Bên đây cũng được. Phá mình có cái chiêu mà nhảy lắc lắc cái bút đó. À, gia đình mình mến chào cả nhà luôn nha. Chào cả nhà. Thì hôm nay tiếp tục được sự hỗ trợ của anh Sinh với anh Bình với anh Hai. Thì cái khu đồng ở đây của thuộc Phú Tâm cả nhà. Thì giờ em với anh Hai với anh Bình đi săn bắt, còn anh Sinh thì ở đây chuẩn bị làm video cho kịp giờ buổi chiều á. Thì để anh Sinh nó lại, ba anh em mình đi săn bắt chút. Tại vì cái chân của anh Bình thì bị đau quá nha, nên anh Bình mang vớ, sợ ba gốc gạ lúa sọt vô thì rất là đau. Bữa nay cho anh Hai cầm vỏ nữa. Mấy anh em mình giờ chuẩn bị chạy qua đồng bên kia. Mấy anh em mình thì mới qua tới đồng, anh Bình gặp được hang. À, à, tụi tới con bự rồi do cái rồi. Ừ, ủa con nó bự rồi hả anh Bình? Bự rồi vô rồi, chừng nó vô. Ê chú bự vậy nha, chú bự nhìn mà hay quá anh Hai ơi. Ê con kia bên kia đó rồi dính em mình quên nó lại đây kìa. Rồi ba mang lại sẵn cái hàng lại để chạy hết. Ôi chuột nó nhanh khôn nghe, nó chạy tới cái nó đảo ngược lại, nó đánh tâm lý mình. Thôi đó, anh bình đó vô ông vô dinh hết vô sát thủ. Ồ chục giấy u mềm luôn ra này quá mẹ. Bay quá dữ, tiền đạo quá cứng quá trời tiền đạo rồi, chụp chính xác. 10 điểm. Trong đây có cái vườn dừa quá trời à, đẹp luôn à. À đúng anh Hai, mình sắp gọn lại. Hôm nay có vườn dừa rất là mát luôn nha. Giọt nhé chạy đầu chứ cái xuống tàu chạy xuống ba cũng xong luôn. Nó khô cũng đảo lại ha. Đâu có con vậy? Đúng rồi. Ủa con nó đâu? Ra rồi. Gian con rồi, coi cái bọc có lủng không? Tới giờ đây. Gặp nó anh Hai. Đi ra qua thằng bên kia nó. Chưa đâu. Còn lú à? Chạy ra. Nhúc nhúc là chạy ra. Sao bự ta? Trời quá được rồi, ở trên có hang nữa đó nha anh Bình. Ừ. Ủa, hai ba hang luôn. Hả? Nói hồi chạy vô trong đây vô chắc. Ủa hàng mới chát luôn kìa. Tớ bà ơi. Hả? Thả đi. Đó. Hay quá anh Hai ơi. Đâu? Vô. Quá im. Rồi làm neo cho em đi. Còn hả? Quay.
con. Con Vinh Bình. Mình anh á. Ôi đây nè. Đó đó đó, đó Bình. Vinh. Chạy hả? Ồ, chục tao bự. Quá im. Làm neo đi. Trời. Nguyên cánh đồng. Nắng khủng khiếp luôn đó nha. Vậy là vô 70 tơ luôn. Phải còn con nào không? Ừ. Nó nhỏ nhỏ như là biết yêu hết rồi. Anh hai mới 45 tuổi biết yêu chứ. Giờ mấy anh em qua bên phía bên đó. Bên đây hồi nãy cũng được 3-4 con, 3 con rồi. Cái cạn hết mình. Này cái cạn hơi yếu. Ừ, ngồi nhóc trên luôn kìa. À. Ừ, cá hơi nhỏ nhỏ. Hả? Ừ, cái bà này mình chưa đi. Bây giờ mấy cô mấy chú cắt lúa nghe. Giờ dắt lúa xuống. Ồ. Quá trời lúa luôn. Giờ mấy anh em mình thấy máy cắt lúa bên đây cả nhà. Thì qua bên đây bắt chuột lúa bữa. Nãy giờ đào cũng được 4-5 con rồi. Giờ máy đang cắt thì mấy anh em qua đây bắt tí nữa. Đây khu mộ giữa đồng luôn. Ôi ở đây nó mát ha anh này. Hả? Nhìn mình. Ồ ơi chuột chạy kìa, có ông anh đang chụp kìa. Cảnh đồng quê cả nha. Mấy chú đi dắt lúa xuống ghe. Dí cụ cái này là im luôn nè anh Bình ơi. Ồ, các em lúc kỳ. Mực. Gặp hàng anh mình. Ôi hàng bóng hới anh Bình ơi. Gọi anh hai ơi. Đây nãy giờ chuột chạy ra nhiều không chú? Chưa thấy gì con nữa. Chưa thấy à? Đi xuống ăn ngách luôn hả giờ? Ừ, qua đó rồi, qua bên bao đỏ.
Em mực vô à, vô tiếp chiêu. Hai chú này cũng à, đi chạy mấy cổ cũng mê chuột. Nó cứ vẽ dưới thế này. Ồ, không qua đó rồi. Đi chung. Ê chuột. Nó có bự đó anh Bình. Đấy chưa? Chưa nữa. Nhắn mà vậy? Gì vậy? Ơ! 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 Hay quá anh hai ơi. Đi lìa luôn. Đâu đâu? Còn một. Thành quả. Yeah! Có còn hăng ở đây không? Không? Đúng không? Quay im. Làm neo cho em đi. Rồi dính rồi. Đi kỹ chút anh hai. Một con ở đây nữa. Thấy không? Thấy không? Bụng nó giỏi đó. Mực 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 mực. Cho nó ăn cho em đi nó ra bệnh. Phát à? Thèm chảy miếng kìa anh mình. Ôi mực mực có chuột mà mực sung rồi. Chạy cái gượt tiếp nha anh em trai. Có đâu. Thử có chuột á, nó sung rồi đó. Giành bắt với anh Bình luôn rồi. Đó. Có đó, có đó. Này à, gặp em bé mực. Thấy anh Bình, gặp là không đi luôn kìa. Hai ba con luôn, hai ba bốn năm con luôn. Vinh 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 bốn con một lượt. Vinh con rồi anh hai. Phèn mực mực. Để anh xuống. Ôi đây đây nè. Rồi. Nó giọng cục nè, trong cục nè. Rồi anh Bình. Dính này kìa anh hai. Khoan 4 con lượt trời. Còn con nữa. Chạy đâu mà dữ vậy? Hang một bốn con luôn. Nó gom vô á anh Bình. Hang một bốn con luôn. Có còn nữa không? Đào sao mà nó ra bốn con. Nhảy ra bốn con được. Mình giả chứ. Hang đặt ra bốn con đó. Đặt cái lực luôn đào cái ra bốn con được. Chỗ con cá con đào cá
quá dữ. Mất giận rồi. Rồi chạy lại nó kêu mình. Chạy lại kiếm mình mình nữa kìa. Ôi còn nữa. Rồi, hết rồi. Giữ nguyên đốm đen luôn. Nè thấy không? Cái xanh. Hai gì em Bình? Cống hả? Đóng. Ừ, đây. Calamen. Calamen mới làm phim xong. Mới làm phim xong rồi ra. Bích đùng không bắt cái mấy anh em. Hả? Bích đùng. Ồ. Bích đùng có anh Bình ơi. Anh hai ơi, dí đây anh hai ơi. Còn ngắt vào đó đó. Đó có nhẹp à? Cái này mình đào cái lỗ mình tát nước vô đó là. Ờ đúng rồi, tát nước rồi mình khỏi đào. Cái này lát mà. Ừ. Lát này lát gỗ bắn nè. Lát gỗ bắn. Đó nó bưng bên đó nó hay gì anh Bình. Coi dưới giò anh có hang không anh hai? Đừng có đây nữa hả? Ôi cái hang bự rồi kìa. Hả? Cái hang bự rồi kìa. Hang khô gan à. Ồ anh Bình ơi, vô anh Bình ơi. Ở bên Bình góc vừa đó có hang không anh hai? Ăn lên cũng đâu có được. Đi đâu anh Sinh? Qua bên Nam đó. Qua anh Bình hả? Qua đây. Qua đây để anh lo. Cái gì tắt nước đằng đó đó anh Bình ơi. Công nhung này nó sợ nước lắm. Bên hai có hàng nào không vậy? Bích đụng. Tới đây còn bích đụng nè. Cái hàng này sợ ở cặp luôn á. Nè. Quá rồi có bọng luôn. Này dựng nó đi cặp luôn rồi Sinh ơi. Càng vô còn cứng gì vậy? Caramel này xỉu luôn. Caramel xác. Giờ không có làm gì giờ lại. Ủa nó đỉnh mà. Đấy chưa? Trời cái hàng này con nè. Ừ. Ồ nó bự. Láng dữ lắm, láng luôn nha. Ôi. Im mời. Đứng mắt dính chuột với nếp mới đã. Cái này tối này bắt ếch để đã luôn trời. Chắc để lao con ra. Hả? Ủa sao vô đây bự dữ vậy ta? Ừ. Cái này á. Đừng chạy ra đó nghe anh hai. Coi chừng ra nghe anh hai nha. Đã lái ngắt ra rồi. Đừng tung tung bay luôn á. Hai giờ tung lên bay lên gặp người luôn nè. Hai hang hang vào đó nữa đó. Thì hai hang là một cái láng tưng nè, còn một cái thì nó bích bụng. Con này hang này đi dữ rồi. Đã hết ra cái bài vừa luôn. Anh Bình chạy hết nổi gì tắm luôn. Ui đu 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 đu. Trời.
cửa hàng đã đi nguyên khu là bằng chút điểm luôn. Nhưng mà chưa tới cái nồi ở đây nè. Hả? Cái bồn binh hơn cái nồi ở đây nè. Nè. Trước chuột nè á nè. Sao thấy móc móc kỳ vậy ta? Thấy hàng cũ vậy? Hả? Thấy hàng cũ xì vậy? Còn đi hàng khác không? Chờ một tiếng dẫn vậy đó. Bắt chuột mà chua. Chú mỏi chưa? Đúng rồi. Cái liệu hai nữa. Ruộng đây à. Mấy chú đang bơm nước nè, tối chắc có ếch nè. Đang xả nước vô. Từ gốc dừa đây qua bên khu đó luôn. Đi hết trơn cái khu luôn nè cả nhà. Mà chưa thấy chuột nữa. Đi dữ. Có tiền ở qua đó. Đây còn hang qua đây nữa à. Còn hang đúng không? Còn hang. Đây. Nó có hang đi về tới ruộng luôn rồi. Tới cùng á. Còn. Con bị chạy đó nghe anh Bình ơi. Nữa còn đi nữa. Tuốt ngoài tay tay phải anh Bình á. Tạo hang no luôn rồi. Láng nè. Hả? Láng nè. Ừ. Láng như con ếch ảo luôn vậy đó. Ừ. Cũng hơi. Đẹp đẹp đẹp. Cái này bơm nước ếch 20 con này cho em đeo. 20 con này. Mới vừa. Buồn ngon quá trời luôn. Nữa nha. Thử coi cái mày đi tới đâu. Cái này cống gì luôn chứ. Cống nhùm nha. Cái này cống tay luôn. Đào cống tay luôn. Tới hang này luôn sao? Tới không tới? Tới đó thì nãy giờ chưa ném nó ra rồi luôn. Thôi tự sát luôn. Không có chạy là nghe rồi. Tự sát luôn. Chạy rồi. Hả? Chạy rồi. Đào lại đi chứ sao? Ném lại anh hai ơi. Thì có nước dùng dòng này nó cũng nhét ra. Tới đây rồi, tới đó tới mấy hồi. Ừ, cái hàng lăn bóng luôn kìa. Láng nè. Thôi chừng nguyên bài chục lứa làm sao. Gỡ, ngồi dưới 29 á, ngồi cái này nè. Đợi không Trinh? À. Bắt chục rồi gây cấn với ta. Ra rồi. Em nước nhẹp luôn nè. Hả? Em nước nhẹp mà. Nước lên đó. Bệnh chung quen, khi nó không tới đó không chừng. Hàng đi quá trời đi. Nó chăm thôi. Rồi. Đi dữ trời. Thầy vừa không thấm cây men luôn. Vì không thấm cây men luôn kìa. Ghê trời. Cái gì ạ? Chuột con hả? Ôi, chuột bự, chuột bự. Con. Đâu rồi? Chính là mình. Chính rồi.
hay quá. Đâu? Ui. Ngon. Ôi, bệnh mình không ổn lại. Rửa tay em bệnh. Em men thở rồi. Chuẩn bị cái anh hai. Tới ổ rồi. Các chuột con mà không có chuột trống đâu. Thành quả của mấy anh em mình cũng tám với con chuột mà chuột tơ không cái này. Chứ được. Con này chuột nãy mới bắt. Chuột mới bự. Chứ được con ếch cũng được. Thì giờ này cũng chiều tối rồi, 5 giờ rồi. Mấy anh em mình chuẩn bị về nhà anh Sinh chế biến ha. Cái này ké nhà anh Sinh bữa nữa. Giờ mấy anh em mình thu xếp về. Cái này mình này. Anh Sinh làm thợ nấu cho em cả nhà. Tại vì chiều giờ ở bên kia cao kê á, giờ cũng còn ca nên giờ cũng trễ rồi, nên mấy anh em cũng tranh thủ nấu. Bây giờ mình xào ếch trước đi anh Sinh ơi. Đây thành quả cả nhà. Quả đây cũng được mấy ếch của anh Sinh hùng vô. Dưới đây là chuột ốp xa ớt, còn ớt thì mấy anh em mình xào khóm với cà chua với rau cần. Còn bên đây là của anh Sinh hùng ăn cơm với mấy anh em luôn. Canh ồ quá trời, cái chảo khô gừng luôn à, vịt khô gừng chưa gì hấu. Quá là ngon rồi. Săn bắt cũng có lý nhưng mà về mình đổi món cả nhà. Luôn này chơi. Rồi vô. Bên kia cao kê hơi ồn á, mong cả nhà thông cảm cả nhà ơi. Quá là ngon. Gắn hầm đu đủ nó quên. Gắn hầm đu đủ của anh Sinh. Quá là ngon rồi. Chi chuột luôn cho hai bếp. Tại vì bên kia cái nhà cô chú cao kê nên chẳng em nói chuyện cho lắp cái tiếng nhạc á, em sợ cái bản quyền á, rất mong cô chú anh chị thông cảm. Chuột chiên ốp sợ ớt chiên ấy rồi. Cô làm nước chấm giùm. Cảm ơn cô rất nhiều luôn. Hôm nay cảm ơn anh thợ nấu nè, thợ nấu dữ, từ đó giờ chưa có nấu. Nấu cơm rồi, cơm là ngồi ăn. Hôm nay rất vui được Calamen làm thợ nấu cả nhà. Ếch xào anh nghề cũng quá trời luôn đó trời. Trời ơi. Thôi đúng rồi, ở nhà nấu ăn không á. Cái nghề là cũng chung ra cầm cái máy ở nhà là mình không có nấu được. Chứ mê cái này lắm. Máy là nấu ăn nữa. Chưa vậy trơn là thấy thơm quá trời thơm luôn cả nhà ơi. Ếch ếch xào này thì mình xào con ếch cho nó hơi vàng chút mới nó ngon. Mình có canh chua rồi mình xào dừa dừa thôi. Cho nó săn xuống cái mình mới bỏ ha. Quá trời thao bổi luôn ha. Còn với cà chua dừa. Một đồ đậm chút mình bỏ vô sao. Đúng rồi. Ồ ngon. Quá rồi cái này. Thấy cũng nhiều á anh Sinh. Nhiều là đồ bổi đó. Đồ bổi mình làm cho nó hấp dẫn quá nè. Cái đồ lòng này mình làm kiểu này nè các nhà. Thì nó không có gã nè.
mình xào đồ ăn cho nó nhàn chín rồi cái mình để nó vô mình đậy là chút xíu nữa cái mình để vô cành cho mình xọt luôn, hấp dẫn luôn cả nhà ơi, quá trời ngon đây. Thơm thơm giờ đói bụng luôn rồi. cái đồ lòng á mà nếu mà để vô mình xào từ đầu cái bể nát hết trơn, đúng rồi mình, nó còn mình bỏ về cái hơi nóng nó chín là nó chín luôn à. Wow, cuối rồi thơm. Cái đồ lòng nó chín rồi. Đúng rồi, đồ lòng chín rồi. Mình bỏ rau cặn vô mình xào đó là đồng. Cái rau cặn này nó tung ra mình cho nó chín quá. Đúng rồi. Mình bỏ vô cái hơi nó nóng là được anh Sinh. Giống đầu bếp chuyên nghiệp quá. Đầu bếp nhập từ Campuchia. Từ đây ngã gì phụ lâu dung hả? Ok. Món xào này ba người là quỉnh luôn chứ bộ à. Quá ngon luôn à. Cái này à. Bột tiêu không em? Tiêu hả? Ờ à, đúng rồi, cái bột tiêu mình nhớ còn không? Bây đầu à, giờ ra dĩa cả nhà ơi. Caramel chảy nước miếng rồi. À, bên đây à, chị gấu gấu à, làm à, nước chấm vịt khô gừng quá ngon với nồi canh canh cải thịt bằm quá quá ngon. Không mà em ăn cơm là có canh để em ăn ngon lắm. Em ăn nước, em ăn cơm với nước canh rồi em phái ăn canh nhiều à, chén cơm chứ hai ba chén canh luôn á. Ồ quá rồi, dĩa này mình làm mấy sĩ? Ba người. Ồ ba sĩ không đổi. Ba sĩ à, ba sĩ gụ. Chứ còn ba sĩ tiền là em không có đổi rồi. Em bị sai rồi cả nhà ơi, quên bỏ lộn, bỏ nhầm bột ngọt với muối bỏ vô đường. Đây cả nhà, này là gắn hầm xả của anh Sinh. Tại chiều giờ cô chú cao kê á, nên ở ngoài đây thì em không có quay được. Ôi tôi gắn hầm xả ngon quá. Tôi đổ vô nữa, quá ngọt. Cái điện thoại của em thì led nó bị hư rồi. Rất mong cô chú chị thông cảm nha. Ồ quá ngon luôn. Nấu ở đây chiều giờ ca nhạc. Giờ này 8 giờ chưa được ăn cơm. Ôi quá ngon anh ba. Con ăn gắn được không cô men? Gắn ớt đó con. Rồi. Thì bữa nay được về nhà anh Sinh thì có anh Sinh đãi được món canh nè, vịt khô gừng với dưa hấu với món gắn đu đủ nữa. Của em được món ít xào với chuột chiên. Chuột chiên bỏ đường. Chuột chiên bỏ đường. Yeah. Cũng gửi lời cảm ơn cô nè, anh Sinh với chị Gấu, anh Bình, anh Ba, anh Hai với chị Ba. Và với hai cháu dùng bữa với em luôn. Cảm ơn rất là nhiều. Rồi mời cái cô chú anh chị dùng bữa với cô cháu mấy anh em luôn nha. Cả nhà cơm với gia đình mình luôn nha. Cả nhà dùng cơm luôn. Cả nhà dùng cơm luôn. Cơm luôn nha. Vô. Vô. Rồi. Bữa nay rất là vui luôn cả nhà. Thì được về nhà của cô với anh Sinh nấu ăn. Thì nãy giờ thì bên cô chú bên kia karaoke á, nên em ít không có quay được cái món gắn hầm xả với canh này kia em không quay được, tại vì bên kia đang cô chú đang karaoke á, nên sợ dính nhạc nên em quay không có hết, rất mong cả nhà thông cảm. Cô men đang gắn được không cô men? Giờ là karaoke bên kia thì còn nữa. Ờ nước mắt quê hương lên má, mình làm hai ba ly mình ngủ cho khỏe mời săn bắt tiếp. Bữa nay anh ba thì mắc hứa với cô chú là đi bể xài nên không theo anh em được.
cả nhà muốn biết con gắn này ở đâu có thì cả nhà qua YouTube dân trên đoàn thôi là biết con gắn. Con gắn đó là mình bình thường phải sợ em hiện gắn nó chạy mà em chạy bắt gắn luôn quá trời. Mà cái nhà dùng nước mắt mới hơ. Ăn chị ba, ớt hả chị ba? Vô đây. Hai ba người ăn chứ đừng lựa quá. Đi đâu? Tự nhiên lựa cho chị ba. Vô khè cái mình. Khè chịu xíu nó bắt được cái gắn khè. Đào cũng chết luôn tưởng gắn. Nó nhỏ cái nhà nghe anh Bình dụ mình. À, chưa từng uống rượu lần nào chứ ngoan ăn nước dở ra làm ly cho dễ ngủ dở ra đó, đừng nhéo à, chị gấu nhéo rồi đó. Bác sĩ anh xin bệnh anh không uống được chứ. Mà cái nước mắt quỳ hơn chứ em nghe. Anh xin, anh xin mà uống một ly rượu vô là chuyển viện liền. Ăn đi con, ớt đó. Nấu miền Tây ăn đi con. Bữa nay calamen anh xin nấu đó con. Sao anh Bình, không, bữa nay anh Bình trở lại 16 tuổi rồi. Anh Bình rồi, bữa nay si rồi. Quá đuối luôn. Mà giờ này em ấn lạnh nữa anh Bình. Hồi chiều quên về em tắm liền nữa giờ ấn lạnh rồi nè. Em quên về em tắm liền. Bây giờ nó cả nhà ăn thương anh em về anh em tụi tôi á đi đi vậy đó dầm mưa dầm nước dầm nắng rồi nguyên ngày luôn. Đứt chân á bữa nay anh Bình đứt hai bên luôn rồi anh xin sắn cái xà beng vô cái chân á. Nói chung là săn bắt thì cũng có những cái vui với những cái nguy hiểm lắm cô chú anh chị thì cũng anh em thì mệt nhưng mà vui. Anh Bình chiều thấy đơ rồi đó, buông dũng là hiểu rồi. Buông cái dũng ngã ngã là hiểu rồi. Biết bữa nay si rồi. Nặng nghĩ cũng em ngủ rồi sao lại sáng vào cái tiếng này vô lợn trứng nữa hả? Lợn trứng nè. Sao mang ngủ mà lợn ra trứng nữa mang. Thì em cũng để cho cô chú anh chị dùng bữa cả nhà ơi. Thì cho anh ba, anh hai, anh Bình dùng bữa. Thì em cũng sợ là em đứng đó là máy bên kia hát nhạc nên em không bụm được cái micro đó nha. Thì bên cô chú anh chị kia thì còn đang cao kê nên em không có dựng máy được. Rất mong cả nhà thông cảm. Thì chắc video của em để cho mấy anh em dùng vài ly cô đế sáng ngủ mê săn tiếp. Thì chắc video của em xin tạm dừng ở đây cả nhà ơi. Hẹn cả nhà những video tiếp theo luôn nha.